các bác tôi mới làm xong cái giá kia để mấy cái cây đấy mà nó lôi thôi lắm mà rồi mình điều kiện đến đâu mình chơi đến đấy. Còn bây giờ là có cái chuyện như này, là cái cây tường vi này. Hiện tại trong vườn có cây tường vi với cây xanh kia là cây xanh mới lấy hôm qua thì bác chưa biết thì nhiều tiền đấy, nhưng mà thì phải cắt mà là mới có thể đụng kéo được, đụng ra được. Vấn đề là có cái kéo cắt lá cắt dăm, ông anh ấy tặng cả dùi đục này, làm thầy dùi này đấy, tặng cả dùi đục. Mình cứ được bằng cái những tào lao này nó quen, ông không thích ấy. Ông ấy ngứa mắt, ông ấy mua cả kìm kéo cạp tiếp cho mình đấy, cả dùi đục đấy. Khoa mang tặng cả dùi đục với một cái kéo tỉa này đấy, thì giờ chả có việc gì, không phải công việc gì mà không có cái cây gì để lôi ra làng cũng buồn. Hôm nay đi làm bận quá với ốm, cũng không quay được nhiều cây, cả chợ trước thì thôi lấy ra làm cây tường vi mà nó non quá, nhưng mà không sao, làm cái cây tường vi tự tán tự nhiên ấy thì cắt thì nó cũng không sao đấy, tường vi nó cũng rất là dễ mà cắt thì nó lại lên ẩm mà. Đó nhé, bây giờ để em lấy qua một chút cái cây tường vi đúng không nhé. Đấy, cái tường vi này chân trước rất lớn đấy nhé, chân trước rất lớn, rất tự nhiên đó, cây dáng dấp rất tự nhiên. Đấy, rất là lùn thôi. Đấy, bây giờ còn rậm rạp lắm thôi, để mà cắt nó luôn này các bác nhá. Dùng hai cái này nữa. Cái này thì mua vốn đấy, bây giờ thành lùm lùm tròn tròn rồi. Lùm lùm
tròn tròn bay bay tự nhiên rồi. Giờ phải đi đến chi tiết. Sao? Sao thế?
Đấy. Nó còn một cây khá là hay. Rất thiên nhiên, rất bonsai các bạn nhé. Rất thiên nhiên, rất bonsai. Chưa đến tuổi làm nhưng mà thử kéo rồi các bạn. Ngàn này cho người bón cho một tí. Đấy, chân quỷ này. Khẩu độ này này. Chưa được một găng tay. Đấy. Chưa được một găng tay. Chưa được một găng tay và dằm giết nó tay giết nó tự nhiên các bạn, nó tự nhiên. Rất là tự nhiên. Cái hay nhất của bonsai là gì? Là nhìn thấy thiên nhiên ở trong đó. Các bạn. Đó, cây này rất thiên nhiên. Chủ cũ của nó cũng là một người chơi cây rất là sành. Rất là sành. Rất là sành chơi đấy. Cái phong cách thiên nhiên. Đó, chị em mới bấm lại thì phần nhìn của nó gọn gàng hơn. Thì nữa chắc phía này chắc phải sửa đi một tí. Xem là phía này nhỉ. Mặt kia là mặt chính chứ không phải là mặt này. Cái này để cho thấp xuống. Thấp xuống tí. Sao nào? Cho thấp xuống một chút. Cốt rất hay đó nhé, rất hay. Cứ thiên nhiên, nhìn thiên nhiên là vui rồi, là thấy đẹp rồi. Thiên nhiên thấy nó còn quại, không giống thiên nhiên thì đấy lại nó là phong cách khác rồi. Nhưng mà đỉnh cao nhất là nhìn thấy người làm ra nó, nhìn thấy nó tự nhiên như trong thiên nhiên. Mặc dù người làm ra để kỹ thuật ra. Rồi các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Con gà kìa.